muôn cách hành xử, khi 12 cung hoàng đạo trở thành người yêu cũ. 12 cung hoàng đạo, khi trở thành người yêu cũ, họ sẽ hành xử như thế nào? Ai là người tuyệt tình nhất, ai vẫn đối xử với đối phương như người bạn? Hãy cùng mật ngữ 12 chồng sao, khám phá ngay bây giờ nhé! Một chồng sao Bạch Dương Khi 12 cung hoàng đạo trở thành người yêu cũ, họ sẽ có cảm giác gì? Với Bạch Dương, sau khi đã quyết định chia tay với ai bạn sẽ quyết định bỏ chạy càng xa càng tốt bạn vốn là người có tính cách đơn giản lại lạc quan cởi mở nên chắc chắn chẳng mất quá nhiều thời gian để lãng quên một người đặc biệt nếu như đối phương lại gây tổn thương cho bạn hơn nữa bạn còn là một người có cảm xúc yêu ghét rất rõ ràng bạn không muốn có những mối quan hệ nhập nhằng khó xử nên ngay khi chia tay với người yêu bạn thậm chí có thể bước ngay vào một mối tình mới hai chồng sao kim ngưu kim ngưu vốn là một người chung thủy trong tình cảm một khi yêu ai sẽ yêu hết lòng thậm chí còn nghĩ tới chuyện trọn đời với đối phương tuy nhiên chẳng phải cứ nghiêm túc với tình yêu là sẽ nhận được kết quả tốt đẹp có những khi bạn buộc phải trở thành người yêu cũ của một ai đó những lúc thế này bạn chắc hẳn sẽ trở thành một người vô cùng lạnh nhạt, không muốn gặp lại đối phương hay có bất cứ tiếp xúc nào khác. Trở về tình trạng độc thân, bạn cảm thấy mình như được giải thoát, được sống trong thế giới riêng và làm việc mình yêu thích. 3. Chồng sao song tử. Xem cảm xúc, khi 12 cung hoàng đạo trở thành người yêu cũ với song tử, chia tay vốn chẳng phải là chuyện gì quá to tát, bạn sẽ chẳng đau khổ đến mức cảm thấy cả thế giới như sụp đổ bạn luôn sẵn sàng đứng dậy, từ những tổn thương trong quá khứ, thậm chí, cho dù gặp lại người xưa, bạn cũng chẳng còn bồi hồi, sao xuyến. Trong vai trò là người yêu cũ, bạn vẫn có thể đối xử rất nhẹ nhàng, hòa hợp với đối phương, thậm chí, coi người đó như bạn bè của mình. Quan hệ đôi bên không cắt đứt hẳn, dù còn tồn tại tình yêu hay không. 4. Chồng sao cự giải Tình cảm tan vỡ, chắc chắn sẽ đem tới cho cự giải rất nhiều tổn thương khi yêu ai bạn luôn yêu hết lòng hết dạ vì vậy mà bạn cũng dễ phải chịu tổn thương sâu sắc hơn bất cứ ai thậm chí chỉ cần nghe tin hay nhìn thấy bóng hình đối phương bạn cũng cảm thấy đau khổ khi bạn và nửa kia đã trở thành người yêu cũ bạn sẽ xóa hết những tin nhắn hình ảnh có liên quan đến đối phương cố gắng thuyết phục bản thân quên đi người đó coi như người đó, chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mình. Năm Chồng sao sư tử Sư tử vốn là một người rất kiêu ngạo, vì thế mà bạn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận những tổn thương mà mình đang phải chịu đựng. Khi mới chia tay, bạn thường nói rằng mình chẳng hề tức giận chút nào, mình chẳng hề quan tâm đến đối phương nữa. Tuy nhiên, sau khi đã bình tĩnh lại, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu, và đặt hàng loạt những câu hỏi, ví dụ như, vì sao mình lại lãng phí thời gian, để ở bên cạnh đối phương, vì sao đối phương, có nhiều khuyết điểm như thế, mà mình lại yêu. Song xét cho cùng, tình cảm là thứ chẳng thể che giấu, bạn chỉ có thể im lặng chịu đựng tổn thương. 6. Chồng sao xử nữ Xử nữ là người luôn tìm kiếm ý nghĩa, của từng việc làm trong cuộc sống, muốn phân tích từng hành động, cử chỉ của mọi người. Khi chia tay, cho dù bạn vẫn có thể sống tốt đi nữa, bạn vẫn sẽ muốn tìm hiểu nguyên nhân hai người chia tay, liệu có cách nào cứu vãn hay không. Bạn vốn là người sống rất lý trí, bạn thường giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình, chứ không chủ động quay lại với người cũ. Người ấy tưởng chừng đã biến mất trong cuộc sống của bạn, song trên thực tế, bạn sẽ chẳng bao giờ quên đối phương. 7. Chồng sao thiên bình chẳng ai có thể trở thành một người yêu cũ hòa nhã như thiên bình gặp lại người trong quá khứ bạn vẫn có thể trò chuyện tiếp xúc rất tự nhiên dù không còn quan tâm chăm sóc như xưa song bạn vẫn có thể giúp đỡ đối phương nếu cần thiết bạn cảm thấy nếu hai người đã từng có duyên với nhau thì khi chia tay cũng nên chia tay trong hòa bình dù có kết thúc cũng nên đối xử với nhau thật tốt không nên dùng những từ ngữ hoặc hành động gây gắt với đối phương. 8. Chồng sao hổ cáp Hổ cáp vốn là một người, rất coi trọng tình cảm, khi yêu ai, bạn sẽ yêu chân thành và rất chung thủy, dường như có thể, dành cho đối phương mọi điều tốt đẹp trên thế giới. Song nếu rơi vào kết cục chia tay, bạn sẽ trở thành một người yêu cũ rất vô tình, những điều tốt đẹp từng tồn tại giữa hai người, dường như đã tan biến hết. Sau khi chia tay, bạn thường cảm thấy rất căm ghét người xưa, thậm chí, bạn không dùng lời lẽ cay nghiệt để chỉ trích đối phương, đã là may mắn lắm rồi. 9. Chồng sao nhân mã Người ta thường cho rằng, nhân mã có bản tính trăng hoa, nhưng thực chất là vì bạn chưa gặp đúng người mà thôi. Một khi đã dành tình cảm thật sự cho ai, bạn sẽ vô cùng chân thành và chung thủy. Thậm chí, dù hai người đã trở thành người yêu cũ, bạn cũng chẳng thể quên được đối phương. Dù bề ngoài, hai người dường như đã chẳng còn mối quan hệ gì nữa, song bạn vẫn sẽ lặng thầm, nghe ngóng tin tức của đối phương, suy nghĩ xem người đó có còn nhớ đến mình nữa hay không, rồi lại tự tiếp thêm cho mình hy vọng tái hợp. 10. Chồng sao ma kết Ma kết là một người yêu cũ khá dứt khoát, một khi đã chia tay, bạn chẳng còn lưu luyến gì, người trong quá khứ, thậm chí. Có người còn cảm thấy vui vẻ vì mình đã quay trở lại với cuộc sống độc thân. Bạn cảm thấy việc chia tay một người không phải chuyện gì quá đáng buồn, ngược lại, bạn còn coi đây là cơ hội để làm quen thêm với những người mới, mở rộng mối quan hệ của mình. Người yêu tương lai của bạn chắc hẳn cũng sẽ chẳng có chút nào tương tự người đã qua. 11. Chồng sao Bảo Bình. Bảo Bình luôn đến và đi như một cơn gió dường như chẳng có bất kỳ ai có thể cản trở bước chân của bạn đặc biệt là trong chuyện tình cảm chuyện đã qua bạn sẽ chẳng bao giờ tính toán người trong quá khứ dường như cũng chẳng còn tồn tại trong cuộc sống của bạn tính cách phóng khoáng cởi mở của bạn sẽ khiến rất nhiều người khó quên trong đó hẳn sẽ có người đã từng rất thân thiết với bạn tuy nhiên chính bạn lại chẳng hề lưu luyến ai trái tim bạn luôn sẵn sàng cho một cuộc tình mới. 12. Chồng sao Song Ngư Song Ngư có tính cách, rất hiền hòa và tốt bụng, khi hai người còn là một đôi tình nhân, bạn luôn đối xử với người ấy rất dịu dàng, quan tâm, chăm sóc đối phương, từng ly từng tí. Bạn chắc hẳn là một trong số những cung hoàng đạo, để lại ấn tượng tốt đẹp nhất với người đã qua. Tất nhiên, đến khi chia tay, bạn cũng vẫn là một người yêu cũ tốt bụng thậm chí bạn vẫn sẵn sàng giúp đỡ đối phương chẳng khác gì trước đây tuy nhiên đừng để đối phương lợi dụng bạn rồi lại khiến bạn tổn thương thêm một lần nữa nhé